Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một video rất tuyệt vời cho các bạn. Thì chiếc xe của mình nè, để lâu không có xài, khoảng cỡ một tháng đó không xài, đem ra mình khởi động máy lên, mình đút chìa khóa vô, mình khởi động máy lên thì nó sẽ không hoạt động. Thì sẵn đây mình quay phim cách sửa như thế nào để cho các bạn biết không đơn giản là hư bình. Thì khi lấy xe ra mình biết bình của mình nó bị yếu rồi đó các bạn. Cái nhờ bạn đó kích bình qua cho mình để cho mình chạy đỡ. Mà khi chạy đến nhà rồi thì mình ngừng lại thì không khởi động được nữa. Khó khăn lắm mới mở được cái capo ra để kiểm tra cái bình. Trong cái chìa khóa mà điện tử nó có một cái chìa khóa cơ. Bởi vậy thì tôi mới lấy cái bình ra đi sạc cả ngày luôn. Sạc từ sáng cho tới chiều và cắm lại. Lúc này đề máy xem nó có nổ hay không. Đúng chìa khóa vô. Rồi đèn nhấc lên. Không nổ. À đèn không nổ rồi. Không đủ độ nổ. Đè cái tắt liền. Đè cái tắt liền luôn. À, đè tắt. Ok. Chị thay bình mới vô. Lúc này thì tại thành phố Cao Lãnh, tôi tới cái chỗ cơ sở bình đó. Tôi mua một cái bình giá 1.700.000 và tặng một cái áo mưa. Cái bình Phú Đức, cơ sở Phú Đức bán nha. Rồi để mình đề coi xem nó có nổ hay không. Cái bình này tôi sẽ thí nghiệm sau và tôi sẽ phục hồi sau ở cái video sau cho các bạn. Và sẵn ở đây tôi quay cái quá trình mà tôi mua bình như thế nào. Và người ta mua lại cái bình cũ đó là 240.000 luôn. Và cái bình cũ của tôi á là được chủ lại mua lại là 240.000. Mà tôi không biết mua để làm gì. Nhưng mà tôi đem về để phục hồi cái video sau cho các bạn xem bình này có phục hồi được hay không. Sau khi gắn cái bình mới vào, tôi đề xe xem có nó nổ hay không. Để cái chìa khóa vào. Rồi nó vẫn lên màn hình. À các bạn mở lên nè. Màn hình Android nó vẫn lên nha các bạn. Màn hình trong hệ thống xe vẫn lên. Vẫn hoạt động hết nhưng mà mình đề máy nè. Không nổ. Mở lên không nổ. Và nó báo như thế này nè các bạn. Nó báo tùm lum chân. Báo đèn hệ thống ESP, ABS, thắng đĩa, thắng rồi limit, hệ thống limit là control limit, giới hạn tốc độ đó, rồi không cho khởi động máy. Rồi EOS, SOS luôn. Rất là hệ thống lái bây giờ mình nó báo lỗi hoàn toàn hết. Đó, bây giờ đề thì không được luôn. Rút ra đề lại nè. Và thế này, rút ra đề lại nè. Không được. Nó lên màn hình cái nè xong ha. Lên màn hình xong. Bây giờ á. Đó, hát nhạc bình thường. Rồi, bây giờ mình rút ra, mình sẽ kiểm tra trước tiên. Với cái tính nghi ngờ trải đời của tôi thì tôi không tin là cái bình nó bị hư. Tôi kêu cái người bán bình tới cầm cái máy đo tới để kiểm tra cái bình của tôi có xem hư không. Và mới phát hiện được một điều, đó là cái bình cũ của tôi đã hư và bình mới vẫn còn ngon lành. Như vậy là người bán bình đã đúng và làm tốt công việc của mình. Còn tôi thì tôi tức quá, tôi phải làm sao cho chiếc xe chạy được. Và tôi kiểm tra với một người tay nghề điện tử hơn 30 năm, chẳng lẽ sửa chiếc xe này không được sao? Nào hãy xem tôi sửa như thế nào. Tiên á là mình kiểm tra cái bình coi nó có được hay không, mình thay bình mới luôn. Sau đó là mình sẽ mở cốp xe của mình ra. Và trong cốp xe lúc nào mình cũng có để đồ chơi hết, đồ nghề hết. Mình sẽ lấy ra mà mình đã cần. Đây là những thứ mà mình hay đem theo. Rồi ok, để mình đo đạc nó nha. Đồ chơi mình gồm có những gì nè. Rồi một cái bóng đèn. Bóng đèn này mình làm điện tử đó, mình kẹp vô đó các bạn. Bóng đèn này là bóng đèn 12V. Sau đó là những cái que đồng hồ. Và những cái đồng hồ. Lúc nào đi đâu mình cũng đem đồng hồ theo nha các bạn ha. Rồi đồng hồ số và đồng hồ kim. Một trong hai đồng hồ mình cũng phải có nha các bạn. Rồi sau đó mình lấy cái que của đồng hồ nè. Cái que của đồng hồ nè. Đây cái que của đồng hồ mình kẹp cộng và trừ với nhau. Cái cách này là cái cách thử cầu chì nhanh nhất nha các bạn. Que đỏ kẹp que đỏ, que đen kẹp que đen và qua cái đồng hồ. Ví dụ như cái này mà các bạn đo mà có chạm chập như thế nào đó
thì nó sẽ sáng bóng đèn lên, nó sẽ không hư tải của mình, nó sẽ không làm cho đứt dây điện. Đứt dây điện trong đây có nhiều lúc mà các bạn không biết á, đo nó sẽ bị cháy dây điện ở bên trong, ở trong chiếc xe của mình á. Ví dụ như chiếc xe của mình nó nằm bên trong những sợi dây điện thì nó sẽ cháy đi sợi như dây điện đó, mà khó phát hiện được lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đo cầu chì nha các bạn. Đầu tiên là mình mở khóa lên, sau đó mình sẽ kiếm một cái cọng dây mát á, mình câu vô sợi dây mát, mình kẹp đây, nếu mà có cái kẹp nữa thì tốt ha. Câu vô đây, đây là mát sườn nha các bạn. Rồi mình để cái bóng đèn tại đây. Một que á, là bắt đầu mình sẽ chọt vào cầu chì nha các bạn. Chọt vào những cái cầu chì, chọt bên đây đèn sáng lên. Bên đây đèn sáng hay không? Đây đèn sáng hay không? Sáng. Các bạn kiểm tra hết tất cả cái cầu chì trong đây. Nếu có cầu chì nào bị cháy thì các bạn hãy thay. Còn nếu không thì các bạn hãy dùng phương pháp thứ hai. Đó là gì? Đó là các bạn chui ở bên dưới nhìn cái cục đề của mình á, nó đi lên bằng dây nào. Thì á, như chuyên nghiệp thì người ta vẫn nhìn cái sợi dây này nè. Với chuyên nghiệp thì người ta nhìn sợi dây này người ta biết đó các bạn. Dây này nè, dây này là dây màu hường. Nó nằm ở đây, nằm ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ kích dương ở vào trong cái sợi dây này, xem nó có đề được hay không khi nổ máy. Nếu mà nó đề được thì cái đề của mình không hư, loại trừ cái đề. Nếu không đề được thì cái đề mình sẽ hư, mình sẽ thay cái đề. Rồi mình sẽ lấy dây dương kích vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ tắt máy. Tắt máy đi. Rồi các bạn sẽ đo, các bạn sẽ đo cái đường này nè, nó sẽ vào cái gờ le nào. Các bạn sẽ đo cái đường này nè, nó sẽ vào ở gờ le nào ở trên đây. Ở đây nó có rất là nhiều cái gờ le. Cái phương pháp thứ hai nữa là các bạn phải kiểm tra những cái gờ le nó còn nhảy hay không. Mát vào trong cái sợi dây ở bên đây. Đó, dây đây, rồi mình sẽ chích vào trong cái gờ le. Nó lẹ bốn cháu nè, xem coi nó có nhảy không. Nó rõ ràng là nó nhảy các bạn ha, chích bên chân này nha, chích chân bên đây này nha. Các bạn nghe nó nhảy không? Nếu nó không nhảy thì là le hư, hoặc là nếu nó nhảy là hai cái mối này phải đo nối lại với nhau, mà đo mối này nó không đo không nối với nhau thì nó cũng bị hư luôn nha các bạn. Đó, đây là những cái le mình tháo ra và mình đo cái sợi dây này nè, nó đi vào cái ngõ nào. Cái ngõ nào, cái le nào nó đóng ra nha. Thì bây giờ mình sẽ câu điện vào đây thử. Rồi mình bật cái chế độ nhân ôm nhân một đó. Đó, lên kim nha, để mình đo thông mạch. Mình đo được cái đường điện nó đi về đâu. Rồi các bạn hãy tước ra một cái cọng này nha, tước ra một cái cọng này, cọng đề đó, để mình thử cái đường này mình đo vào có đi ở chỗ nào trên cái gờ le. Rồi ở đây là cái cầu chì 50A nè. Mình câu bên ngoài của cầu chì, mình sẽ kích vào trong cái dây này, nó sẽ đề máy được là cái cục đề mình nó hư. Cục đề mình nó còn xài được, còn nếu không thì nó sẽ bị hư nha. Rồi bây giờ mình sẽ kích nha các bạn. Mình chọt một cái que này ở trong cái dương. Cái dương. Và mình sẽ kích cái này, coi xe nó nổ không nha. Bây giờ xe nó nổ lên ha. Chứng tỏ là cái này nó đã thiếu điện. Do vấn đề là một là cho cái rờ le của chúng ta nó bị hư, hai là trên đường mạch bảo vệ rờ le. Như vậy thì các bạn nghe phân tích nè. Thứ nhất là đề của mình không hư, khi mình kích cái rờ le ở trên đề nó lại hoạt động, chiếc xe mình nổ máy. Còn nếu mình không kích, mình đề máy thì cái chỗ đó nó không có điện. Thì một là lý do đường mạch của mình bị đứt, do vấn đề là mình hết bình, mình câu những cái bình khác qua quá áp, hoặc là mình đề rất là lâu nó ngậm điện. Thì trước đó mình đã loại trừ ra là bình hết nè, rờ le không nhảy, rờ le không bám và đề hư, thì mình loại trừ hết tất cả các phương án đó. Thì mình gom lại một phương án, đó là điện ở chỗ đó không có. Và điện ở chỗ đó không có thì một là mình coi cái rờ le đề là có hình chữ S đó, thì đó là nơi cung cấp điện cho cái phần rờ le đề. Mình dùng sợi dây điện nha các bạn, rút hai đầu ra, một đầu mình nối vào cái sợi dây này nè, dây kích đề nãy nổ đó. Đầu mình tước vào đây.
rớt điện thoại các bạn ơi, trong lúc làm mình có một tay quay một tay làm, mà các bạn xem cho mình một like nhé. Rồi mình sẽ băng nó lại. À, băng nó lại. Tiếp đó cái cọng này nè, mình sẽ đi xuống. Xuống đây nè các bạn. Nè coi cái chiều đó nha. Rồi các bạn thấy không, có chữ S thấy không? Có chữ S sờ đó. À, nè cái chữ S sờ nè ha. Rồi bây giờ mình cắm vô cái lỗ này nha. Rồi các bạn nhìn kỹ ha, gỡ này cắm vô nha. Một tay cầm, một tay quay á các bạn, thấy khó khăn chưa? Các bạn cho mình một like để làm động lực để làm những cái video mà quay lại hướng dẫn chia sẻ cho cộng đồng nha các bạn. Bấm vào đẩy xuống. Ok. Đẩy xuống. Rồi bây giờ mình lên mình đề đợi. Lên mình đề thử là có nổ không nha các bạn. Rồi, đề nổ nha. Ok, nổ rồi nha các bạn. À, là nó mất đi hết tất cả rồi nha. Mất đi hết tất cả cái lỗi. Rồi, động cơ của mình đã chạy rồi các bạn. Vậy thì mình đã từng bước kiểm tra và phân lập nó. Rồi cái này mình băng keo lại gọn gàng hết. Rồi bắt đầu là mình tiến hành mình chạy luôn ha. Cái này chạy suốt đời luôn nha các bạn. Lý do là tại sao các bạn biết không?